Ui xoài. Quả này chín rồi, Ui trời ơi. Ơ kìa, cậu không mau vào làm thử thách của bọn tớ đi. Giờ này còn ăn uống gì nữa? Tất nhiên là phải ăn rồi cậu ơi, không ăn thì lấy đâu ra sức khỏe để mà lắp ghép Lego chứ. Trời ơi, mấy cái miếng Lego bé xíu, nhẹ tênh, làm gì tốn chút sức nào đâu. Cậu ăn nhờ như thế, nhanh béo lắm đấy. Cậu đúng là không biết gì cả, lắp Lego tuy không mệt về cơ bắp nhưng mà nó rất là đau đầu, có biết không? Vì thế cho nên mình đang nạp năng lượng thế này. Ôi thôi thôi thôi, cậu ăn nhanh rồi mà vào làm thử thách. Cậu thì nhiều lý do lắm, đói đi, cậu bảo là đói, mày đặt mệt. Ui kệ cậu ấy đi mọi người ạ. Cậu ấy lúc nào giờ vậy, không được ăn nên hay cầu nhau ấy. Chờ chút mình ăn nốt cái quả ổi này rồi vào làm thử thách, cho mấy cậu ấy lác mắt ra nhá. Gì chứ mấy cái bộ Lego mình lắp đến lần này là lần thứ 3 rồi, kiểu gì mà chả xong sớm, đúng không các bạn nhỉ? Còn cậu ấy Blue, lo mà chuẩn bị quà cho tớ đi. Chưa làm xong mà nó đòi nhận quà, không làm mà đòi có ăn, còn lâu. Ngon, ngọt quá, ngon quá Blue à. Mà này Blue ơi. Cái gì vậy cậu? Cậu ăn được hạt ổi không? Thì ra mày chọn cái chết. Lâu không ăn ổi, ổi ngon quá các bạn ơi. Mà không biết tại sao mình ăn ổi chỉ thích ăn cái vỏ ra bên ngoài thôi, mấy cái hạt không thể nào ăn được. Các bạn có giống mình không? Ăn ổi tức là mình sẽ không ăn hạt ấy. What? Rồi nha các bạn ơi, hẳn là các bạn còn nhớ trong video ngày hôm trước, ba bạn Blue, Green, Orange đã mang cho mình 8 bộ mô hình Minecraft và nhờ mình lắp hộ. Và sau đó quá bất ngờ với trình độ lắp Lego của mình, thế là ba bạn ấy đã thử thách mình tiếp tục lắp những cái bộ Minecraft khác. Nhưng mà khác nhở, lần này là có quà. Tất nhiên là phải có quà rồi các bạn nhỉ. Chả có tội gì ngồi lắp đau đầu mà lại không được cái gì cả. Và sau khi nạp năng lượng bằng một cậu ấy, bây giờ mình đã sẵn sàng để tham gia thử thách của ba bạn ấy rồi đây. Các bạn cũng đừng quên hãy ủng hộ cho mình bằng cách like và đăng ký kênh nha. Đâu nào Blue, thử thách tiếp theo của mình là gì? Thử thách lần này của cậu vẫn giống như lần trước thôi, lắp ghép các món đồ trong game Minecraft. Nhưng mà lần này sẽ khác hơn một chút, đó là tụi mình sẽ đưa cho bạn lần lượt từng món đồ một, không đưa cho cậu một lúc tất cả các món đồ nữa đâu. Đưa cùng một lúc tất cả các món đồ với lại đưa lần lượt từng món đồ thì nó có gì khác nhau đâu? Tất nhiên là có khác nhau chứ. Nếu đưa cho cậu hết một lượt thì cậu sẽ có thể nhìn áo qua và hình dung trong đầu bước tiếp theo mình sẽ cần lắp cái gì. Như vậy thì quá dễ dàng cho cậu rồi. Trời các bạn ạ, đưa cho mình bộ lắp ghép nhưng mà lại không đưa cho tờ hướng dẫn. Như thế thì đưa một cái với đưa nhiều cái mình cũng thấy chẳng khác nhau một chút nào hết. Thôi rồi, tùy các cậu thôi, nhưng mà lát nữa thua không có được kêu đấy. Khoan đã cậu ơi, lần này luật chơi có sự thay đổi nha. Lại còn thay đổi gì nữa? Một món đồ tụi tôi đưa ra cậu chỉ được lắp trong vòng dưới một phút mà thôi, trên một phút là không được tính đâu. No God please no. Cái gì? Lắp một món đồ dưới một phút á? Thôi được rồi, đồ đâu mang đây cho mình. Đây, thử thách đầu tiên của cậu đây. Ui rồi ôi, cái gì thế này? Rời ra thế này thì khó thế nhở? Không biết mình có hoàn thành cái thử thách này hay không nữa ấy các bạn ạ. Cậu đã sẵn sàng chưa? Chỉ cần chạm tay vào Lego là tụi tớ bấm thời gian đấy. Không biết là phần thưởng có giá trị như thế nào mà bây giờ mình chưa thi đã cảm thấy rất là áp lực rồi ấy các bạn ơi. Nhìn thế này thì có ai biết được là cái gì? À đây rồi, chúng ta sẽ bắt đầu căn cứ từ cái đầu nhá. Đây là một cái đầu, đầu này giống đầu của con bò. Đầu con bò đúng không? Đầu con bò thì sẽ được lắp như thế nào? Đây chỗ này vừa với nhau này. Ngoài cốt, cái này giống cái chân lắm này các bạn ơi. Đây sẽ là cái chân bò ở phía trước và đây là cái chân bò ở phía sau. Còn cái gì nữa không cả nhá? Chắc là hết rồi, bây giờ mình sẽ lắp cái đầu này vào. Xong ngay một con bò. Các bạn ơi, căng thẳng quá đi thôi. Mặc dù lắp con bò này không có khó nhưng bởi vì giới hạn và thời gian này thành ra mình bị áp lực rất là nhiều. Nhưng mà hình như mình vừa mới lắp chú bò này trong vòng 30 giây có đúng không cả nhà? Ok, cũng khá là nhanh đấy. Cậu thử lắp bộ Lego thứ hai đi xem còn nhanh được như vậy không. Chưa gì đã dọa mình như vậy rồi. Chúng ta cùng nhau xem bộ Lego thứ hai là nhân vật gì mà lại có thể gây khó cho mình nhá. Bộ Lego thứ hai có vẻ rất là nhiều chi tiết đấy các bạn ơi. Nhưng mà cái đầu này quen quen các bạn ạ. Đầu này có phải là của anh Iron Man không nhỉ? Đặt ngay vào đây. Thế thì tôi biết rồi, đây là một bộ Lego có hình anh Iron Man. Iron Man chết, không được. Cái đầu này phải lắp sau các bạn ơi. Nhanh, thời gian, mốc thời gian. Lắp lên. Đâu rồi cái đầu sẽ ngoài phía trước. Ok ngay. Đến lượt là đây là cái tay hay là cái chân này? Đây sẽ là cái tay các bạn ạ. Một cái tay này, cái này đen này là cái chân nha các bạn ơi. Đây là cái chân nhá. Một cái chân nữa này. Đây giống bên này, thế thì đây sẽ là cái chân nhỉ. Thế còn cái tay thì sao? Vẫn còn một cái tay nữa nhá. Đúng rồi. À đâu? Phải không nhỉ? Hay là mình lắp ngược? Mình lắp đúng rồi mà, có đúng không? Sai làm sao được? Hai cái tay này hơi khác nhau. Nhưng mà thôi kệ đi. Đây sẽ là cái miếng che ngực của anh Iron Golem. Miếng thứ hai đã xong các bạn ơi. Bây giờ trên này anh đang cầm là một chú Iron Golem chuyên bảo vệ dân làng trong Minecraft này. Cậu khá lắm, mau lắp tiếp đi. Lần này là gì đây các bạn ơi? Có hai màu sắc khác nhau. Đây, một cái đầu là hình ông nông dân này với lại một cái đầu là con cho sói thì phải. Tại sao các bạn lại chơi xấu như thế? Trộn lẫn hai bộ Lego vào với nhau. Lỡ mà tôi lắp nhầm thì sao? Đừng có cãi nha, luật chơi là do ban giám khảo đề ra đấy. Cậu có muốn tiếp tục không hay dừng lại ở đây? Ban giám khảo xấu như các bạn. Được, chơi thì chơi, đồ ăn gian. Bởi vì lần này là có hai bộ Lego được trộn lẫn với nhau cho nên mình sẽ ưu tiên lắp cái bộ Lego nào dễ trước. Đây rồi.
Bộ Lego, anh nông dân này trông có vẻ dễ này. Mình sẽ lắp anh nông dân này trước, lắp cái đầu lên thân. Ủa sao cái thân của anh ấy có số 1 thế này nhở? Đến phần tiếp theo là lắp cái chân vào luôn. Ui trời ơi, thế là tôi đã xong anh nông dân rồi. Còn đây là đầu của một con chó sói phải không nhỉ cả nhà? Đầu chó sói, đầu chó sói, đầu chó sói sẽ được lắp như thế nào đây? Chỗ này là cái đây sẽ là nối với cái đuôi con chó sói ấy. Chắc chắn luôn. Chắc phải lắp cái đầu trước cho đỡ bị nhầm các bạn ạ. Đầu chó sói đâu? Mình nghĩ là cái đầu chó sói nó sẽ ở cái vị trí này. À, không phải chó sói đâu, đây chó nhà đấy. Chó được thuần chủng đấy các bạn ơi. Có cái đầu rồi thì lắp cái chân với cái thân nó lại là quá đơn giản các bạn nhỉ. Đấy, một cái chân này, đây thêm một cái chân nữa, chân trước và chân sau. Chẳng ai lắp ngược cái này bao giờ đâu các bạn ơi. Xong ngay một chú chó sói, à không phải, một chú chó nhà. Bác nông dân đang dắt chó đi dạo này các bạn ơi. Sau vài giây ngắn ngủi còn chưa quen với cách lắp Lego ngược thì các bạn hãy xem thành quả của mình đây. À, một bộ Lego gồm bác nông dân đang dắt chú chó có màu đỏ của mình đi dạo này, quá ngầu, quá là ok luôn. Mình lắp nhanh thật luôn đấy các bạn ạ. Mình sẽ đặt chú cún này cạnh anh Iron Golem và bác nông dân nữa. À không, bác nông dân này mình sẽ cho cưỡi ngay con chó cún này. Bởi vì đây là bộ Lego cho nên là tụi nó có thể xếp chồng lên nhau ấy. Thong ngay, chết rồi, tôi ấn mạnh quá nó lại gãy mất cái chân con cún này rồi. Sau khi bác nông dân này cưỡi con chó cún này thì đã có chiều cao bằng luôn với anh Iron Golem. Bộ đôi này kết hợp phải nói là quá chuẩn luôn ấy. Bây giờ các bạn cùng với mình chúng ta hãy nhìn xem thử thách tiếp theo của mình là gì nhá. Thử thách tiếp theo của tôi là cái gì đây? Một rúm. Ủa, cái này có phải là một bộ xương không các bạn nhở? Một bộ xương màu đen và một bộ xương màu trắng. Cái cục vuông vuông này gì đây? Cục vuông vuông. Ủa, đây là cái đầu. Đây cũng là cái đầu luôn. Cậu vừa mới xào quả Lego rồi đấy. Khi quý bắt đầu đáng lẽ tụi tớ sẽ bấm giờ ấy. Nhưng mà thôi, lần đầu tụi tớ bỏ qua cho. Lần sau mà còn chạm vào Lego là bọn tớ bấm giờ luôn đấy. Khó tính các bạn nhỉ? Kiểu này chắc là không muốn mình chiến thắng, không muốn trao quà cho mình đây mà. Cậu bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi, tôi sẵn sàng rồi đây. Tôi đếm nha. 1, bắt đầu. Trời, bắt đầu luôn. Đây, thì mình sẽ bộ xương khô, mình sẽ nhét cái đầu lên trước. Tất nhiên rồi, đầu đen thì phải lắp với xương đen này. Cánh tay này, ở đâu, cái này có phải cái tay đâu nhở? Cái này bé bé, cái này chắc là cái tay. Mình lắp nhầm xuống cái chân rồi. Lắp cái tay vào đây, lắp cái tay nữa sang bên này cho nó bớt đồ đi, nhiều tay quá, hai cái tay. Còn đây là cái chân, cái chân thì sao nó lại khác thế, sao không đút được vào này? À nhầm, cái chân đút theo kiểu này các bạn ạ. Một cái chân nữa. Xong ngay một bộ xương khô màu đen. Bây giờ là đến bộ xương khô màu trắng. Đầu thì sẽ được lắp vào trong cái thân. Vô lý nhỉ các bạn này. Cơ thể thì thành xương rồi mà cái đầu vẫn còn nguyên này. Bộ xương này đến cái cánh tay à. Cánh tay à. Đây là cái cánh tay, đây là cái chân này. Chắc đây là cái chân rồi. Cái chân này, sao chân bộ xương khô màu trắng này ngắn thế nhở? Bây giờ đến cái tay này. Tay này là tay bên phải luôn này. Tay bên phải, tay bên trái. Wow, bộ xương khô màu trắng này có vẻ ngầu hơn. Bởi vì nó được trang bị thêm một cái cuốc chim. Một cái cuốc chim màu bạc. Chưa hết nha, vẫn còn một món đồ. Đó là cái mũ nữa. Ui dồi ôi, cái này cuốc chim che hết cả mũ rồi còn gì nữa. Hay là cuốc chim này dùng cho bộ xương màu đen nhở? Có khi nào cuốc chim này dùng cho bộ xương màu đen không? Các bạn thấy bộ xương khô màu đen này đã dùng cuốc chim bao giờ chưa? Chắc là chưa rồi đúng không? Bộ xương khô màu đen ở dưới địa ngục mà. Bộ xương trắng này mới là cầm cuốc chim này. Mình sẽ hạ thấp cái cuốc chim này xuống. Đó, như vậy thì sẽ không bị che mất cái mặt. Đã xong ngay hai bộ xương khô, một bộ xương khô màu trắng và một bộ xương khô màu đen. Bộ xương khô màu đen này không cầm món đồ gì, đâm ra có vẻ hơi cùi. Mà mình đã lắp được nào là bộ xương khô màu đen này, một chú cừu màu nâu này, anh Iron Golem này, bác nông dân và con chó sói này, à không phải, chó thường này, và bộ xương khô màu trắng đang cầm chiếc búa. Mà bộ xương khô màu trắng này không đứng được à? Đứng được mà. À đây đây, đúng rồi, đúng rồi. Mình sẽ cho bộ xương khô màu đen này cưỡi lên chú cừu này. Cưỡi được không nhở? Chắc là phải cưỡi được chứ. Lego là tụi nó sẽ ghép được vào với nhau mà. Đấy, mình biết ngay mà, chắc chắn là phải ghép được. Ok ngay. Đó, bộ xương khô màu đen cưỡi bò, các bạn đã thấy bao giờ chưa? Đặt xuống đây, như vậy thì sẽ không bị đổ nữa. Vừa mới nói xong, anh Iron Golem này đã đổ mất rồi. Còn bộ xương khô màu trắng này thì thôi, dựa tạm vào bác nông dân này đi. Ui giời, tôi mệt quá, cho tôi nghỉ một chút đi các bạn ơi. Làm sao mà nghỉ được, cậu mau làm đi lên. Tụi tớ không ở đây cả ngày chơi được đâu. Không ở lâu được đâu. Mấy cậu thì có phải làm cái gì đâu. Suốt ngày đi chơi, làm khó mình thì cứ nói đi. Rồi các bạn nhá, chúng ta lại tiếp tục thử thách. Khiếp, lại là hai bộ rồi các bạn ơi. Cứ làm như là mình giỏi lắm ấy. Cái gì đây? Đây là đầu của giống đầu của một con cừu phải không các bạn ơi? Đầu cừu à? Đầu cừu. Đầu cừu. Ok ngay, đầu cừu chắc là phải lắp vào đây rồi. Đầu cừu này, sau đó đến cái bụng của chú cừu này. Úi giời, đã xong ngay bụng chú cừu. Đến lượt cái chân của chú cừu à. Chân chú cừu này ngược ngược ngược. Chú cừu này sở hữu một đôi chân có màu hồng phấn chân trước nữa. Xong ngay phải không? Úi giời, chết. Xong ngay một chú cừu màu trắng hồng. Tiếp theo đây là gì đây cả nhà? Ồ, đây là một quả bí ngô à? À, tôi biết rồi. Đây chắc chắn là một người tuyết các bạn ạ. Người tuyết và bí ngô. Thế thì mình sẽ phải lắp như nào đây? Đây có khi nào là cái ngực của người tuyết không? Ngực của người tuyết, hai cái này thường sẽ được ghép cùng với lại một cái ô vuông như này. Đó. Xong ngay, nhưng mà cái gì đó có gì đó sai sao ấy? Đây. Sai ở chỗ mình phải để cái hình này ra bên ngoài các bạn ạ, bởi vì cái này nó sẽ giống như là cái cúc áo vậy á. Để ra bên ngoài, chỉ cần cái đó để bên ngoài là ok rồi. Sau đó thì oh my god, cái này chỉ có thế này mới lắp được thôi. Vậy là tôi đã lắp ngược cái đầu rồi. Cái đầu phải ở đây mà cái đầu sẽ ở đây. Đầu ở đây. Thế thì cái cúc áo phía trước này mình cũng phải xoay cho nó thẳng hàng các bạn ơi. Rồi, có vẻ thẳng rồi nhỉ. Ok ngay, thế thì đây chắc là cái tay rồi. Tay à?
tay sẽ có hình dạng như thế này đúng không? Nhấn vào một cái lỗ nè, nhấn vào nữa thành cái tay này. Úi trời. Đã xong ngay người tuyết. Mà cái tay này lạ lắm các bạn ạ. Cái tay này như thế này là kiểu gì, tác dụng gì? Hay là mình lắp sai ở đâu đó nhỉ? Cái tay này trông rất là kỳ lạ. Chắc không phải là mình lắp sai đâu các bạn ạ. Xong ngay đặt xuống đây, người tuyết và chú cừu. À đâu, thế thì cho bộ xương khô này cưỡi cừu cho đỡ đổ nhở. Cứ ngã nằm ra đó trông đến là đáng thương thôi. Đấy, đứng vào đây, yên tâm sẽ không bị đổ. Màu trắng của bộ xương kết hợp với màu trắng của lông cừu. Ui dồi, đây mới gọi là một bộ hoàn hảo này. Rồi, còn cái anh người tuyết này thì bản thân nó bên dưới này đã là hình vuông rồi. Đứng được không sợ đổ đâu. Các bạn thấy mình sắp xếp dãy nhân vật Minecraft như vậy trông có hợp lý không? Nhưng mà suốt từ nãy giờ mình ghép Lego cũng phải được 8 nhân vật rồi. Thế mà vẫn chưa kết thúc là sao nhở? Hôm trước mình cũng ghép 8 nhân vật, thế là hết kết thúc rồi mà bây giờ 8 nhân vật rồi. Có vẻ ba đấy vẫn còn rất là nhiều những cái bộ Lego khác muốn mình ghép ấy. Tất nhiên là đúng rồi, thì nó phải khác chứ. Thảo nào, ghép lối hết cả mắt, căng hết cả não ra mà vẫn còn. Trời ơi, hay các cậu nói nhỏ với tớ xem còn nhưng mà còn nhiều không để tớ biết mà tớ chuẩn bị tinh thần đi. Ừ thì còn, nhưng mà cũng không còn nhiều đâu. Cố gắng lên cậu ơi. Cái gì đây? À, màu tím này là tớ biết rồi nhỉ, màu tím này chắc chắn là ông phù thủy rồi. Ông phù thủy à? Còn màu này sao giống ông nông dân thế nhỉ? Màu nâu, đây là sẽ là màu nâu rồi. Áo màu này sẽ là của đây không phải ông nông dân đâu các bạn ạ. Ông này như kiểu là cái ông trong coi thư viện thì phải. Rồi, cũng là áo số 1 này. Đâu bác nông dân đấy đâu rồi? Bác nông dân vừa rồi cũng là áo số 1 mà cái ông thủ thư này cũng là áo số 1 mà chẳng biết có phải ông thủ thư hay không nữa. Lâu không chơi game có khi đọc sai tên cũng nên ấy. Nếu mà mình đọc sai các bạn comment xuống dưới giúp mình với nhá. Một người. Tiếp theo nè, ông phù thủy có cái miệng lúc nào cũng chu 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 vào này. Một cái miệng này, phù thủy là chắc chắn phải có mũ phù thủy rồi. Đội mũ phù thủy lên, giống phù thủy chưa? Phù thủy thì phải đi bằng chân chứ phù thủy này chưa biết bay nhá. Rồi, xong luôn. Thế là mình đã hoàn thành ngay một ông thủ thư và một ông phù thủy. Đặt về đây. Các bạn ơi, mình vừa mới được biết bây giờ sẽ là phần thi cuối cùng của mình đấy các bạn ạ. Rồi, anh em này hãy xem tất cả những cái mảnh ghép Lego bé tí xíu bị mấy bạn ấy trộn lẫn linh tinh vào với nhau này. Màu sắc nào cũng có luôn, từ màu xanh da trời, màu da cam cho đến màu xám. Bởi vì là phần thi cuối cho nên độ khó sẽ tăng lên rất là nhiều lần. Cho nên anh em đừng quên động viên cổ vũ mình bằng cách like và đăng ký kênh nha. Nice. Let's go đi cả nhà ơi. Mình sẽ ưu tiên lắp cái bộ màu xanh trước nha. Bộ màu xanh nhìn có vẻ là dễ hơn ấy. Áo giáp đúng không? Trời, quá chuẩn luôn. Chân của bộ màu xanh thì sẽ phải là chân màu xanh. Chân màu xanh là đi bên này phải không? Đó. Áo giáp thì mình sẽ lắp cái đầu lên nhá. Màu xanh này có cái đầu. Đầu này nữ tính thế, đâu là đầu con gái thôi. Không đúng, thế thì đầu con trai sẽ là đầu màu đen. Rồi, xong ngay. Chân trái, chân phải. Tay màu này không giống tay của giáp. Tay giáp nó phải là màu xanh này cơ. Đây rồi. Tay trái, tay phải. Ui rồi, mặc giáp phát đeo tay nó khó hẳn lên các bạn ạ. Đáng nghĩa là mình phải bỏ cái đầu ra rồi đeo tay vào sau đó mới lắp đầu vào. Và cái kiếm này sẽ được cầm cho nhân vật có bộ giáp màu xanh này. Đây là giáp full kim cương, kiếm kim cương rồi này. À chưa. Còn thiếu cái mũ kim cương nữa. Đấy, bây giờ nó mới đủ bộ này. Tiếp theo đến nhân vật nữ à. Đây là một nhân vật nữ các bạn ơi. Lắp cái đầu lên trước nè, lắp lấy cái phần thân. Tiếp theo lắp cái chân, lắp chân phải, lắp chân trái, lắp tay phải. Và cầm thêm một cái cung này nữa chứ. Rồi, đã xong ngay rồi các bạn ơi. Đấy các bạn thấy rồi đấy, suốt từ nãy giờ không là động vật thì cũng là quái vật ở trong game. Mãi cho đến tận bây giờ thì người chơi mới ra đây này. Ra hẳn hai người luôn nhá, một nam một nữ. Nam thì phun giáp kim cương, còn nữ thì không biết là giáp gì chưa, nhưng mà có sắm thêm một cái cây cung bằng gỗ này. Mệt muốn đứt hơi các bạn ạ, nhưng mà mình phục mình quá đi thôi. Chỉ trong một thời gian ngắn như thế mà mình đã ghép được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bộ Lego Minecraft, quá kinh khủng luôn. Ok, cậu khá lắm. Đây là phần thưởng dành cho cậu. Wow, phần thưởng trông có vẻ xịn xò thế cả nhà ơi. Chúng ta cùng nhau mở ra xem nhá. Phần thưởng bên trong sẽ là gì đây? What? Chà, hụt, lại. Wow, cái gì mà đen thui thế này? Đây là một bộ mô hình samurai của Nhật Bản à. Bên trong có thanh kiếm quá là đẹp luôn ấy. Thử mở ra xem bên trong thanh kiếm này nhá. Wow, cả nhà ơi, nhìn bộ mô hình này đẹp quá đi mất thôi. Một ông samurai. À đây là một bộ giáp của samurai nhá. Ở bên Nhật mấy ông samurai hình như có giáp riêng cho mình hay sao ấy. Chẳng hạn như là mặt nạ này, áo giáp này. Wow, thanh kiếm này không phải là thanh kiếm bằng nhựa đâu các bạn ạ. Đây là thanh kiếm bằng sắt luôn ấy, bằng kim loại luôn này. Với cả trên thân kiếm còn có sóng lượn này, của có cả vân luôn á. Có cho được vào trong vỏ kiếm hay không đây? Cho được cả vào trong vỏ kiếm luôn. Thế này thì còn gì bằng nữa, ngầu quá đi mất các bạn ạ. Wow, một thanh kiếm màu tím. Ôi, lá cờ đỏ luôn này. Chỗ này có một dòng chữ nhưng mà mình không biết chữ viết gì đó. Cậu hài lòng về món quà đấy chứ? Ừ, món quà đẹp lắm cậu ơi. Nhưng mà nếu như có gì ăn nữa thì còn gì bằng.